Dạ vâng, em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem video nha. Thì hiện tại cái sản phẩm Sumitomo SH125 -3 này là em Kim đã ráp xong rồi nha. Chiếc này là đời 2008 nha, tháng 4 năm 2008. Nó chạy mới có 5.000 giờ thôi, nó cực kỳ đẹp luôn. Thì hiện tại là em tháo ra cái này ra là để mình kiểm tra, với lại là mình vệ sinh sạch. Đó, mình vệ sinh sạch từ bên trong tới bên ngoài luôn ha. Vệ sinh sạch sẽ như thế này thì khi khách hàng mà người ta sử dụng thì người ta cũng yên tâm hơn, là nó không có bị nhiễu dầu quá. Đó, rồi hiện tại là cần của mình đã ráp rồi nha cô chú anh chị. Đây, gào cũng ráp luôn. Đấy, cái gào rất là đẹp luôn nè. Chỉ có cái là chưa rửa thôi. Hiện tại em đang có cái bóc này để mình cẩu cống câu đồ rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi, cái sản phẩm này nó chỉ có giá là 690 triệu ha, 690 triệu mà anh nào mà ở xa đó thì nói em Kim nha, để em Kim có thể mà hỗ trợ cái phí ship cho mình. Đó, và cũng như cái như cũ là khi nào mà anh nào xài miền Tây đó, không xài cái này thì em trừ lại cho 20 triệu nha. Không xài guốc cao su này thì em trừ lại cho 20 triệu. Thì tính ra là không sử dụng guốc cao su là 670 triệu ha. 670 triệu. Đó. Nắp nè. Đó, nắp rất là đẹp luôn ha. Nắp rất là đẹp. À không, cái bơm, cái nắp bơm. Đấy. Bên trong khô ráo nè. Đó, máy móc thì nó đẹp lắm. Máy móc thì cực kỳ xinh xắn luôn. Để em quay tốc độ lên cho anh chị cô chú mình xem. Cái này là toàn bộ nước sơn riêng hết nha. Bên đây là bộ công tắc nè. Đó. Bây giờ mình có thể ngắm cái bộ công tắc từ trên xuống dưới mà từ dưới lên trên nè, rất là đẹp luôn. Không có một miếng dầu mà cũng không có một cái dấu hiệu gọi là mình vặn ốc hay là nó gì hết nha. Nói chung là nước sơn riêng và độ mới của nó cực kỳ cao luôn. Đấy. Để em lên em cho cô chú anh chị mình xem cái ha. Mấy bữa nay mưa dữ lắm, mưa xuyên suốt luôn, cho nên là nó ướt nhẹp. Mấy ngày nay em không có quay video được là nó mưa suốt á. Đây, ở trên mình nhìn xuống nè cô chú anh chị, khô ráo sạch sẽ nè. Rồi, bây giờ để em lên trên luôn ha. Đấy. Cái em sản phẩm này nè, anh chị nào mà đang quan tâm tới đó thì liên hệ gấp cho em Kim vào số 0966 340 640 để em Kim tư vấn cụ thể, cũng như là chuẩn bị test máy cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đấy, cái máy này là em chưa rửa nè, nhưng mà đảm bảo là nước sơn riêng còn rất là đẹp luôn. Đó, hầu như là nó không chóc không gì hết. Cái này rửa ra là đẹp lắm luôn. Đấy, 690 không sử dụng ruốc thì còn 670 ha. Xe này đẹp cực kỳ. Đó, anh chị nào mà đang có nhu cầu thì liên hệ gấp cho em Kim ha. Cần bọng em đã lên hết rồi. Đó, cần gào đồ lên hết rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, em Kim cảm ơn cô chú đã dành ít phút xem cái video của em Kim nha. Hẹn cô chú với anh chị vào cái video test máy tiếp theo ạ.